Tôi chết. Chẳng lẽ ông bắt em mình? Ai đâu mày? Đâu có gì đâu má. Mày mới nói cái gì đi còn trốn nữa hả? Nói nào, ai yêu đừng mày? Có sơ mó nữa. Con chụp rồi. Đừng sờ nó để cho nó ngủ chứ nào. Để cho nó ngủ thăm này. Tao đưa ra nó chuồng bây giờ.